Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ gồm Công an, Công thương, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ xây dựng nhiều tầng, nhiều căn hộ, rà soát các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở riêng lẻ, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và tài sản trong quá trình khai thác, sử dụng, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả để xem xét trách nhiệm đơn vị, tổ chức cá nhân, thực hiện không nghiêm túc, xử lý nghiêm các vi phạm. Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẩn trương kiểm tra, rà soát, kịp thời đánh giá, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền, ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, thiết kế về phòng cháy chữa cháy, cấp phép, quản lý, sử dụng, tên gọi đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho người sử dụng. Bộ Công an tiếp tục rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Trước mắt, Bộ kiểm tra, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân có ngay các giải pháp, kỹ năng bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy như tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai, có giải pháp ngăn cách khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn, trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, bảo đảm hạn chế cháy nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy nổ gây ra, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền, hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các quy chuẩn, quy định về phòng cháy chữa cháy, đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ. Sáng ngày 23 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang trốn truy nã và 15 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, AIC và các đơn vị liên quan. Trong số 16 bị cáo, có 4 người bị xét xử vắng mặt gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc AIC, Trương Thị Xuân Loan, Trưởng ban Quản lý Dự án 3 thuộc AIC, Nguyễn Thị Tích, Tổng Giám đốc Công ty Mofa. Năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt 6 dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi, tổng vốn đầu tư 238 tỷ đồng. Để AIC được tham gia dự thầu và trúng các gói thầu trang thiết bị của dự án trên, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo Trương Thị Xuân Loan liên hệ với 2 cựu cán bộ ban quản lý dự án để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình, đơn giá trang thiết bị y tế thuộc danh mục mua sắm. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo bị cáo Loan móc ngoặc với cán bộ ban quản lý dự án nhận danh mục trang thiết bị mua sắm. Sau đó, các bị cáo liên hệ với hãng sản xuất và đơn vị cung cấp thiết bị, thu thập thông số kỹ thuật, cấu hình, đơn giá từng loại. Mục đích để tính toán chi phí sao cho khớp, để AIC trúng thầu. Trong vụ án trên, bà Nhàn còn bị cáo buộc chỉ đạo cựu kế toán trưởng Đỗ Văn Sơn đã đầu thú hồi cuối tháng 6, biến hóa số liệu báo cáo tài chính giai đoạn năm 2010 đến năm 2013, đảm bảo cho AIC có đủ năng lực tài chính tham gia dự thầu. Theo đó, trước khi đấu thầu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao cho Nguyễn Hồng Sơn, Trương Thị Xuân Loan chỉ đạo, điều hành nhân viên AIC mua và lập hồ sơ dự thầu, thiết lập thông tin để công ty Mofa làm quân đỏ, công ty Phúc Hưng do Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1953, anh trai bà Nhàn làm tổng giám đốc, là quân xanh. Từ đó, AIC và liên danh với công ty Mofa trúng toàn bộ 6 trên 6 gói thầu của dự án. Trong đó, AIC đứng tên trúng 4 gói thầu với tổng trị giá hơn 200 tỷ đồng, đã được thanh toán hơn 197 tỷ đồng. Còn công ty Mofa đứng tên trúng 2 gói thầu, tổng trị giá hơn 25 tỷ đồng và được thanh tất toán. Sau đó, Hội đồng định giá tài sản tỉnh Quảng Ninh kết luận giá trị trang thiết bị của 6 gói thầu tại thời điểm mở thầu so với giá trị đã quyết toán có sự chênh lệch. Hậu quả gây thiệt hại cho nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng.
Sáng ngày 23 tháng 10, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết vừa phối hợp các cơ quan chức năng đấu tranh thành công chuyên án QT623, bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp. Thông tin ban đầu, lúc 6 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10, tại km 40+400, trên quốc lộ 9 thuộc địa bàn khóm 2, thị trấn Krông Klang, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Hồ A Kinh, sinh năm 1996, trú tại thôn Làng Vây, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 18.000 viên nén hình trụ tròn màu hồng, một xe máy và nhiều tang vật liên quan. Hồ A Kinh khai nhận, số tang vật trên là ma túy tổng hợp, mua của một đối tượng người Lào không rõ tên tuổi, từ bên kia biên giới, để vận chuyển về thành phố Đông Hà bán kiếm lời. Khi đang trên đường vận chuyển, thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Ngày 23 tháng 10, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến tối ngày 22 tháng 10, ngành y tế thành phố đang điều trị cho 20 ca mắc đậu mùa khỉ, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, trong đó có 18 ca chẩn đoán B20, mắc hội chứng truyền nhiễm do virus HIV gây ra, trong đó có 17 nam, 1 nữ. Hiện có 2 ca lâm sàng diễn tiến nặng với chẩn đoán nhiễm trùng huyết, viêm mô tế bào, nhiễm trùng tầng sinh môn, giang mai ác tính, áp xe phổi trên mũ màng phổi đang dẫn lưu, nhiễm trùng da. Tuần qua, từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 371 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 10 ca so với tuần trước đó. Đối với dịch tay chân miệng, tổng số ca nhập viện trong tuần từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 là 553 ca, giảm 26 ca so với tuần trước đó. Đối với bệnh viêm kết mạc hay còn gọi là bệnh đau mắt đỏ, tuần qua, thành phố ghi nhận 2.407 ca thăm khám bệnh, giảm 33,4% so với tuần trước đó. Trong 2.407 ca viêm kết mạc trên, có 656 ca trẻ em dưới 16 tuổi, giảm 39% so với tuần trước đó. Sáng ngày 23 tháng 10, nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, công an đã làm việc với nghệ sĩ Quốc Cơ, một trong hai nghệ sĩ vừa chạy xe, vừa làm xiết chồng đầu. Qua làm việc, nghệ sĩ Quốc Cơ cho biết, hình ảnh đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội là do anh cùng em trai thực hiện quảng cáo cho một hãng xe điện. Việc quay quảng cáo được thực hiện ở khu vực được rào chắn cẩn thận, không phải đường giao thông đang sử dụng. Quá trình thực hiện có bảo hộ, xe cấp cứu và được sự đồng ý của đơn vị quản lý khu vực. Tất cả đều có hợp đồng và giấy tờ đầy đủ. Về cảnh quay hai nghệ sĩ chồng đầu lên nhau khi xe máy đang di chuyển, nghệ sĩ Quốc Cơ cho biết có buộc dây an toàn. Người phía trên được cố định bởi một hệ thống cần cẩu, xe máy di chuyển rất chậm, có ekip đoàn làm phim theo sát. Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 23 tháng 10, tại địa chỉ 48 Hồ Tùng Mậu, xảy ra vụ cháy nhà 2 tầng làm nhiều người thương vong. Sau khi nhận tin báo của người dân, các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, sử dụng các phương tiện nghiệp vụ để chữa cháy và tìm kiếm người bị nạn. Sau 20 phút nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế ngọn lửa và cứu thoát 3 người khỏi đám cháy, gồm 41 tuổi, 31 tuổi và 10 tuổi. Tất cả được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên nạn nhân 41 tuổi đã không qua khỏi. Đến 9 giờ sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy.